Trong một chuyến du lịch, một đại gia đình đã mất đến 7 vali hành lý khiến cho chuyến du lịch này bỗng trở thành một cơn ác mộng. Tuy nhiên sau đó thì gia đình này đã tìm được những hành lý thất lạc của mình bởi vì những chiếc vali này đã được xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Laura, 35 tuổi và gia đình của cô đã trải qua chuyến du lịch kéo dài một tuần từ thành phố Manchester, Anh đến một trong những quần đảo của vùng biển Địa Trung Hải mà không có quần áo, đồ dùng vệ sinh cá nhân, thuốc men sau khi cả 7 chiếc vali của cô đã bị mất. Bà mẹ một con cho biết cô đã mất rất nhiều thời gian để liên lạc và trao đổi với nhân viên của hãng hàng không. Tuy nhiên, câu trả lời mà cô nhận được vẫn là chúng tôi không rõ. Không một ai có thể cho Laura biết rằng khi nào và ở đâu cô sẽ nhận được hành lý của cả gia đình mình. Và rồi tình cờ, 2 ngày sau khi đến được địa điểm du lịch, Laura đã tìm thấy đống hành lý khi cô đang ở cách xa nó hơn 2.000 km. Cụ thể, khi đang xem chương trình tin tức trên TV, Laura được nhìn thấy những hình ảnh về sự hỗn loạn ở các sân bay Anh tại những ngày này. Trong đó, cô nhìn thấy hàng chục chiếc vali bị bỏ rơi, xếp dọc sảnh hành lý tại sân bay Manchester. Và trong một khoảnh khắc, cô ấy đã giật mình nhận ra tất cả 7 chiếc vali của gia đình. Cô viết trong một bài đăng trên Facebook, khi Manchester Evening News làm tốt công việc tìm kiếm hành lý của bạn hơn, 43 giây trong video và có tất cả 7 chiếc vali của chúng tôi. 5 ngày trôi qua rồi vẫn không có ai liên hệ để lấy hành lý hay thông báo điều gì. Laura cũng phàn nàn rằng, mặc dù hãng hàng không mà cô sử dụng là TUI Airways đã bồi thường cho gia đình 25 euro, tương đương 621.000 đồng mỗi ngày cho mỗi chiếc vali, nhưng số tiền đó không đủ chi trả vì ngay cả một chiếc áo tắm cũng đã có giá 45 euro, tức 1,1 triệu đồng. Cô nói rằng tất cả gia đình đến điểm du lịch chỉ với quần jean và vài chiếc áo liền quần, nhưng nhiệt độ cao tới 27 độ tại khu nghỉ mát. Không chỉ vậy, cô cho biết vali của họ còn có những vật dụng quan trọng như ống hít quen thuộc với các bệnh nhân mắc bệnh về hô hấp như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và kem bôi da cho người bị chàm. Sau vụ việc, người phát ngôn của hãng hàng không TUI Airways cho biết họ đã biết về sự việc xảy ra tại sân bay Manchester. Người này nói rằng, chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với nhân viên sân bay, nhân viên xử lý hành lý và đội ngũ nhân viên của chúng tôi tại khu nghỉ mát để đảm bảo khách hàng nhận được hành lý sớm nhất có thể. Chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng khi chúng tôi có thêm thông tin. Khi tình trạng hỗn loạn du lịch tiếp tục kéo dài sang ngày thứ 7 trên khắp Vương quốc Anh, các chuyên gia đang khuyên các gia đình nên tránh đi du lịch với hành lý ký gửi. Chúng mình là S News, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức này. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe cho S News.